chào ông hai. Ông hai cho con hỏi ông hai tên gì vậy? Ngô Văn Bé. Ngô Văn Bé. Ừ. Rồi con mắt ông còn sáng không? Con thấy nó đục ngầu. Mờ mờ. Tôi chú nói chuyện thấy bóng gì sao giờ không biết mặt biết mày chứ. Dạ. Rồi sao ông không đi mổ mắt đi chứ? Mổ hết trơn rồi, nó hư hết trơn rồi. Mổ rồi mà hư hết rồi. Hư hết trơn chú. Ông mổ ở đâu? Mổ ở Tân Châu mình lần. À. Ở An Phú lần, rồi đi thành phố hai lần. Nó nói là bác sĩ ngoài thành phố nó ông hai ông nghèo ông định đi đâu thu nghiệp không? Dạ. Hư hết trơn rồi. Dạ. Rồi bây giờ ông ở đây là ở với ai? Con mình, con mình cô rồi, đơn. Rồi ông mấy đứa con? Năm thằng trai không. Dạ. Mà nó ở xa không à? Rồi mình nó có gửi tiền gì không? Thì nó chụp một năm cho 100-200 vậy thôi chứ nó không có gì thăm, ít cái gì thăm lắm. Rồi bình thường vậy tiền đâu ông xài? Thì cũng nhà nước cứu trợ cho đó. Ờ là nhà nước trợ cấp đó phải không? Ờ trợ cấp tiền đuôi nè. Dạ. Với thì cũng lâu lâu người này cho 100-200 vậy. Dạ. Khổ lắm thôi có mình á. Dạ. Mồm rồi à, ông nói ông tên gì? Ngô Văn Bé. Rồi ông nhiêu tuổi? Sinh năm 1943. Không biết nhiêu tuổi luôn. 77. Dạ 77. Rồi giờ là con đưa hình ảnh của ông lên mạng ha. Rồi cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà người ta thương ông đó. Rồi người ta gửi cái gì thì con cho ông cái nấy ha. Dạ. Rồi bây giờ trước mắt á là con gửi cho ông món quà. Rồi ông nhận rồi ông cảm ơn cái chị này giùm con ha. Dạ. Cảm ơn chị này đó ha. Không cái chị này nè. Để chị này bên Mỹ nè. Để con nói rồi ông cảm ơn ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ nè ông hai ơi, hôm nay là có cái phần quà của cái chị Năm ở bên Mỹ á. Gửi cho ông là 300.000. Rồi ông nhận rồi ông cảm ơn con ha. Đây. Dạ. Rồi ông cảm ơn cái chị Năm bên Mỹ giùm con đi. Mình nói đây ra hả? Dạ, ông nói đi rồi con đang quay vô nè. Cô Năm bên Mỹ ơi, tôi cảm ơn cô. Tôi là Ngô Văn Bé, 77 tuổi. Dạ. Cô có quà tặng như vậy là tôi rất cảm ơn. Cầu chúc cho cô được nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi bây giờ thay mặt chị Năm ha, con chúc ông là nhiều sức khỏe ha, sống lâu trăm tuổi ha. Dạ. Rồi, con cảm ơn ông, con chào ông ha. Dạ. Cảm ơn. Nội. Con chào bà Hai cho con hỏi bà Hai tên gì vậy? Đồng Lê Linh. Dạ. Rồi. Tâm tụi nha con. Dạ, rồi bà ở nhà này là với ai? Có mình một à. Ờ. Rồi không ai ở đây hết trơn. Con dâu có chồng bây giờ tôi đi làm hết trơn. Tôi qua đây với bà không có ai đâu. Qua đây bà đây. Tiền ăn mượn xóm nghiền đỡ với con không? Có đau không? Ủa cái giá trời con. Rồi bà bị bệnh gì? Hả? Có bệnh không? Gãy giò ba khúc nữa. À, là giờ đi khó khăn hả? Giờ nhức quá đi hết nổi rồi. Dạ. Lên nó nhức cái chỗ gãy hả bà? Nó nhức, nó gãy đây khúc rồi xa cái khớp này luôn nè. Dạ. Chức cả luôn, đứng chè. Dạ. Lòi da bây giờ bà đứng lên trẻ lòi còn giờ bà đi em mặt thì đi tới mặt rồi mấy đứa cháu mấy đứa con nó có ra tiền vậy không? Dạ con cái bầy cứ ngủ ít cứ cho lắm con ơi khả năng đâu mà tiền bạc con tao con bầy rồi anh với chị là ở sớm đó hả? Dạ. mấy anh mấy chị đó có gửi tiền cho bà không? Dạ lâu lắm tới Tết mới cho anh tới 200-300 vậy con ơi. Dạ gửi ở đây hàng ngày tiền đâu bà sống? Thì không có là mượn của con cháu chút định năng xin gạo ăn. Dạ. Rồi nãy con nghe cái chị sớm có con cháu về nuôi bà nữa mà phải không? Có con cháu nào không? Nuôi đâu đi tới đi lui nuôi đâu con ơi. Thì nó cũng về nó đi làm kiếm tiền xài phải không? Nó đi về nó cũng làm nó kiếm tiền xài nó phải không? Nó mà ngoại rồi không biết sao nó gì bị dinh tròn á. Nó làm không được nữa, đi sẵn đi ngoại nữa. Dạ. Đi làm chỗ khác. Dạ. Rồi bây giờ hình ảnh của bà con đưa lên mạng ha. Rồi có anh chị Mạnh Thường Quân nào ta thương hoàn cảnh của bà ta giúp cái gì con đem lại cái nấy ha. Bây giờ trước mắt con gửi cho bà món quà bà nhận rồi bà cảm ơn con ha. Dạ. Nãy là bà nói bà tên gì? Bà nhắc lại cho con ơi. Đoàn Thị Linh con 85 tuổi rồi. Đoàn Thị Linh phải không? Dạ hôm nay có cái phần quà của chị Năm ở bên Mỹ á, gửi cho bà là 200.000 bà nhận rồi cảm ơn con ha. Cảm ơn nha con. Dạ. Rồi thay mặt chị Năm con chúc bà nhiều sức khỏe ha. Ráng vượt qua khó khăn ha bà hai. Cảm ơn nha. Dạ, rồi con chào bà. Nắm giờ khỏe không anh Tứ? Dạ khỏe, anh với cái hình cái đùi nó lỡ sâu vô rồi. Nó lỡ sâu vô luôn. Thì bây giờ dưới đó giống như nó không có cảm giác nó thịt chết rồi, nó giống như nó cứ lầy lội hoài vậy đó. Dạ. Rồi nó đâu có cảm giác gì phải không? Cảm giác từng là xuống nó cảm giác. À, là giống như lỡ lét vậy nhưng mà không biết đau phải không? Nó nhiều quá nó thành sốt. Nó thành sốt. Dạ. À. Rồi bà mấy em gài khỏe không ai? 2 giờ đi không được con ơi. Dạ. Sáng qua đi bà đang cũng
Có chạy dưới đây này, chạy lúc đó đi. Nó bị yếu hay sao? Hai cái giò. Xịu quá. Bà chạy dưới ghế, bà tiểu rồi bà té. Rồi anh có bị nhức nhói gì không? Có, em nhưng mà dạy với cái sống nhức nhát. À. Rồi bà có nhức nhói gì không? Hai cái giò nó giỡn lên. À, giỡn lên. Rồi nó còn cảm giác không hay là nó mất cảm giác luôn? Còn. Rồi anh Tấn ơi, bữa nay có cái phần quà của anh chị Thái Phượng á, gửi cho anh Tấn là 500.000. Anh Tấn nhận rồi, cảm ơn em ha. Cảm ơn chị Thái Phượng đã giúp em cái tiền này để mua bánh đó. Cảm ơn. Dạ. Còn cái chai thuốc rượu này nè, là anh Tấn bị nhức cái chỗ nào đó, là anh Tấn thoa chỗ đó nha. Dạ. Là nó trị bong gân chặt khớp với nhức xương nè, với ghẻ chóc rồi đó. Là anh Tấn sức đi rồi, thí dụ mà mình tha rồi đó là cái tay mình nhớ rửa nha. Tại vì cái này giống như là mình không rửa tay là ăn đồ mà bị ngộ độc á. Để cho ông anh uống trà. Dạ. Là giống như nhức chỗ nào là anh tha chỗ đó là nó bớt đó. Đâu anh sức thử coi nó bớt không rồi có gì cho em hay ha. Rồi. Rồi. Vậy là anh chào anh Tấn về ha. Thay mặt chị Thái Phượng chúc anh nhiều sức khỏe ha. Rồi dạ. Khỏe không cô bớt? Khỏe. Dạ. Rồi bây giờ mọi chuyện là đi cầu đi tiêu đi tiểu rồi cũng nhờ hàng xóm vậy đó hả? Dạ. Dạ. Rồi bữa nay là có cái phần quà của anh chị Thái Phượng nè, giúp cho cô Búp là 500.000. Cô Búp nhận rồi, cảm ơn con ha. Dạ. Dạ. Tôi gửi lời cảm ơn cô Phượng. Dạ. Rồi bây giờ thay mặt cô Phượng ha, con chúc cô Búp là gắng vượt qua khó khăn ha cô. Dạ. Đừng có buồn nữa ha. Dạ, có buồn nữa. Dạ. Rồi con chào, dạ. Con chào cô Búp con về ha. Dạ. Dạ. Rồi có ai gửi gì nữa con đem lại cho ha. Dạ, cảm ơn anh chú. Dạ dạ. Thuốc của nó đi đỡ hôm qua này cái thuốc. Dạ. Con nói đem thuốc xoa bóp lên cho ông quên nữa rồi. Để chút chạy dữ lấy mới được. Chú hôm bữa là tên Vũ Lâm phải không? Đúng rồi. Vũ Lâm hả? Vũ Lâm. Nguyễn Vũ Lâm. Rồi ngồi kế bà coi. Chú kêu ra ngồi kế chú. Chú quay cho nó dễ hơn. Thuốc rồi nó nằm giờ. Chú kêu ngồi kế ra nó chịu không? Khi nó chịu khi không hơi ra nó đi tiểu đi đâu rồi nằm hồi sáng đi dụng thuốc ra ngồi kế ông ba lấy tiền nè. Ra ngồi kế ông ba nhận tiền nè, người ta gửi tiền nè, chú xích cho ngồi chú. Mấy gà chịu khỏe không? Khỏe hả? Rồi mấy em gà có đi không chú? Mấy em gà có đi ban đêm không? Đi rồi về nằm sáng tới giờ nằm. Dạ. Yeah. Bây giờ bữa nay có cái phần tiền của cái chị Mây Hồng nè, gửi cho chú Vũ Lâm là 500.000. Yeah. Rồi chú với em nhận rồi, cảm ơn giùm ha. Yeah, cảm ơn chú Mai Hồng. Cảm ơn. Em cảm ơn cái đi để ta cho tiền mình. Rồi cái này là của cô Hương ở bên Mỹ á, gửi cho chú Vũ Lâm nè là 50 đô, là con đổi ra rồi nè là 1.150.000. Rồi chú với em nhận rồi, cảm ơn con ha. Nói rồi, cảm ơn cô, chị Hương, cô Hương. Mỹ. Cảm ơn cô Hương. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Lớn lên cảm ơn cô bên Mỹ. Rồi bây giờ thay mặt cô Hương với chị Mai Hồng ha, là chúc cho chú với em nhiều sức khỏe ha, để gắng vượt qua khó khăn ha. Em đừng có đi khuya nữa, đi khuya rồi gặp bọn ác nó bắt đi đó trời. Nó bắt đi nó bán là mà mất tiêu luôn đó. Chú công an kêu đó đừng có đi. Ừ, đi là bọn ác nó bắt được là nó đem qua bên miền bển nó bán bển luôn á. Chú công an đi từng gặp là chú bắt á. Nghe không? Hứa ha. Dạ. Đừng đi nữa, đặng cô chú người ta thương nó cho tiền mình xài.
Rồi vậy con chào chú về ha, để con đi dưới con lấy thuốc gụ con ghé đưa cho chú xoa bóp đặng cho nó bớt nhất á. Rồi anh về ha. Rồi mấy ngày khỏe không cô? Mấy ngày cô khỏe không? Khỏe hả? Bây giờ hôm nay có cái phần tiền của anh chị Thái Phượng này gửi cho cô nè là 500.000. Cô nhận thì cảm ơn con ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi thay mặt anh chị Thái Phượng ha, con chúc cô nhiều sức khỏe ha. Ráng vượt qua khó khăn hả cô? Em thay cho mẹ khỏe đời gửi lời thăm mấy người. Cảm ơn mấy anh chị đó gì đó. À, anh chị Thái Phượng. Anh chị Thái Phượng á, tặng cho mẹ em khỏe lại. Dạ. Vậy cảm ơn anh luôn. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe ha. Con chào con đi ha. Dạ. Rồi bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ nó đi Vĩnh Hậu rồi. Dạ. Lãnh thuốc rồi. Dạ. Đi lên thuốc. Rồi bình thường chú có lãnh thuốc cho em uống không? Thuốc mát á gì mua không mà ngặt cái chậm xá thuốc ở dưới cái nồi bao á. Dạ. Hơi xa rồi thấy vậy thôi không có lãnh. Chưa ngậu đây đi con. Ngậu đây đi. Chú hỏi đi. Cái đường chỗ nó mới làm. Dạ. Ngậu đi con. Ngậu đi lấy dùm bộ cho chú ăn đó. Vậy là bình thường hàng ngày nó có tiếp chú gì không? Không có mặn gì tiếp hết trơn. Dạ là ở nhà cũng quản vậy thôi. Ở nhà cũng quản ỉa gì vô, nhiều khi mình vô mình chưa đích cho nó lúc nó biết lúc không. Dạ là nhiêu tuổi rồi chú? 23 tuổi rồi. Dạ. Tắm rửa gì mình vô mình tắm cho nó gì nó tắm mình lên cũng được, còn lúc nó tắm thì mình tắm xà bông xà đồ cho nó. Dạ. Cho sạch. Không có kêu nhiều. Cưng tên gì vậy biết không? Hả? Cưng tên gì vậy? Không biết đâu. Nói chuyện luôn. Nói tên Phụng. Phụng hả? Phụng Ngô Minh Phụng. À. Rồi hai cái lỗ tai của nó sao đen thì lụi chú? Nó ra đường nó đứng viết mà thăm vậy đó. Nó nhớ là nó bánh bánh vào lợn cho nó. Ừ. Ra đường đứng hoài vậy đó hả? Ra đường đứng hoài đó, lúc mình nằm trong nhà nó cũng ra đường đứng nữa. Dạ. Là hai cái lỗ tai đó là bị nắng đó hả? Hai lỗ tai bị nám luôn vậy đó. Đứng viết á. Dạ. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh của chú với em nó con sẽ đưa lên mạng ha. Rồi anh chị của chú mạnh quân nào mà tao thương cái hoàn cảnh của chú á, tao giúp cái gì thì mình đem lại nấy ha. Rồi đây là em Phụng nè quý vị ơi. Rồi bây giờ con gửi cho chú với em nó là một phần quà rồi chú nhận chú cảm ơn con ha. Cũng không có mặn gì trên tầng giữ nó không. Dạ. Chú ơi hôm nay có cái phần quà của chị Năm ở bên Mỹ á, gửi cho em Phụng á là 200.000. Rồi bây giờ chú nhận chú cảm ơn chị Năm con ha. Cảm ơn chị Năm. Rồi bây giờ thay mặt chị Năm con chúc chú nhiều sức khỏe để gắng lo cho em đó ha. Rồi hình ảnh của chú với em nó con sẽ đưa lên mạng. Rồi thấy ơi rồi anh chị Mạnh Thường Quân nào người ta thương hoàn cảnh của chú nữa đó, người ta cho gì nữa thì con đem lại nấy ha. Dạ rồi con chào chú với em về ha. Dạ. Con chào cô cho con hỏi cô tên gì con? Tên gì á? Nguyễn Thị Cam. Nguyễn Thị Cam. Dạ là cô bị bệnh gì? Bệnh ngủ nửa đêm bị luôn tới giờ luôn 2 năm. Dạ. Là bây giờ đi là phải chống gậy. Đi từ từ gần vậy đây được chứ không có đi xa. Dạ. Rồi cô có mấy đứa con? Hai đứa. Rồi mấy anh chị đó giờ ở đâu rồi? Ta đo mặt nặng hết trơn. Là đi Sài Gòn hả? Dạ. Rồi anh chị có gửi tiền cho con không? Thì có cho tiền rồi hết tiền rồi. Dạ. Là giống như là có gửi hàng tháng phải không? Dạ. Một tháng gửi là nhiêu? Cho nhiêu biết rồi. Mới cho tôi mua gạo của đâu rồi. Không biết nhiêu. Dạ. Là mấy anh mấy chị đó cho được tháng nhiêu chị? Không biết đâu. Có gửi hàng tháng không? Không biết nữa, tại vì em nó cơm dùm cho ba ăn gì đó. Ờ, rồi vậy tiền nó ai giữ mà không biết? À. Tiền nó đưa gửi cho ngõ con gái đó. Dạ. Rồi chị đó nấu cơm cho cô ăn hay sao? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ cô ở đây là một mình hả? Dạ. Dạ. Mà hàng tháng gửi về mà cái chị đó không có nói là nhiêu hết trơn hả? Ừ, không có nói. Dạ. Là chỉ là lãnh rồi chỉ nấu cơm hàng ngày vậy thôi phải không? Rồi hàng ngày chỉ có cho tiền bạn uống này nọ không? Có cho tặng sáng ăn có. Dạ, là mua đồ ăn sáng cho bà. Ừ, ăn sáng đó. Dạ. Rồi bây giờ hình ảnh của bà con sẽ đưa lên mạng ha. Rồi anh chị cô chú Mạnh Thường Quân nào tao thương cái hoàn cảnh của bà đó, tao giúp cái gì thì con đem lại cái nấy cho bà ha. Cũng khổ mới nói mình mặn được. Đau rồi hết rồi.
Dạ, hồi đó là bà làm nghề gì? Hồi đó bằng mướn ở đây, nấu ở này, gấu kia bán từ từ. Dạ. Rồi bây giờ là con gửi món quà cho bà, rồi bà nhận, rồi bà cảm ơn con ha. Dạ. Dạ. Rồi mấy cái anh chị đó là đi làm công nhân ở Sài Gòn hả bà? Dạ. Dạ. Còn rồi. Con gái ở đây có gả cho nó có chồng đó. Dạ. Rồi bây giờ là cái phần quà này là của cái chị Năm ở bên Mỹ á, gửi cho bà Hai á là 500 ngàn. Rồi bà Hai nhận rồi, cảm ơn chị Năm dùm con tiếng ha. Dạ, cảm ơn chú đi. Cảm ơn cái chị này, chị cho tiền này nè, cảm ơn cô Năm á. Dạ. Miễn cái tài thì dở không được. Dạ. Cô tài một à. Dạ. Bà cảm ơn cô Năm dùm con cái đi. Dạ, cảm ơn đi. Dạ. Rồi bây giờ thay mặt chị Năm ha, con chúc cho bà nhiều sức khỏe. Dạ. Ráng vượt qua khó khăn ha bà Hai. Dạ. Dạ rồi, rồi có anh chị Mạnh Thường Quân nào ta gửi tiền nữa thì con đem lại cho bà ha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Rồi con chào bạn về ha. Dạ. Dạ dạ. Nãy bà nói bà tên gì mà nhắc lại giùm con cái nữa. Nguyễn Thị Cam. Dạ cô Cam. Rồi, cô chú rồi. Cô chú cho con hỏi là chú tên gì chú? Họ luôn ha. Dạ. Nguyễn Nhân Nhàn. Nguyễn Nhân Nhàn. À. Còn cô tên gì? Phạm Thị Lệ. Dạ. Rồi chú là chú bị bệnh gì chú? Tai biến. Dạ, là giờ tay chân có dở lên được không? Không. Dạ, giờ lết lết gì không đó hả? Lết không. Rồi hồi trước là chú làm nghề gì? Không làm gì. Không, vậy đi cắt lúa mướn đồ vậy. Cắt lúa mướn đồ ở trong đồng đó phải không? À. Rồi bây giờ bệnh là hết làm luôn rồi. Đâu làm được. Rồi mình có lãnh được tiền nhà nước gì không? Có lãnh mà. Có đó. Tháng có 400. 400 để nằm mà. Còn người nuôi không có được lãnh. Dạ. Rồi cô hàng ngày cô làm nghề gì? Đi mà làm thì đi mằng bẻ ớt bẻ đồ ngoài cồn á. Dạ, rồi bây giờ còn đi không? Bây giờ ở nhà giữ đứa cháu, giữ giùm cho nó mằng. Dạ, là cô mấy đứa con? Ba thằng trai không à. Dạ. Có gia đình hai thằng rồi. Dạ. Rồi bây giờ giữ con cho nó đi làm. Dạ, giữ con cho thằng thứ ba. Rồi ba người đó là đi làm Sài Gòn hết rồi. Nhưng mà hai thằng có gia đình rồi, không có tính hai thằng đó. Dạ, vậy là chỉ còn Út thôi. Dạ, còn Út thôi à. Dạ, rồi mỗi tháng mấy anh đó có gửi tiền về không? Có thằng Út đó thì nó nuôi đó, chứ giờ cô ở nhà không gì là nuôi ổng đó. Là mỗi tháng anh Út nó gửi về nhiêu? Tùy theo, 1 triệu mấy, 2 triệu đồ vậy đó. Là giống như bị dịch bệnh thì nó gửi ít lại phải không? Đúng rồi, hay là tăng ca, đồ không có tăng ca thì gửi không có chừng đổi. Dạ, là giống như nhiều thì gửi nhiều, ít thì gửi ít. Đó, đúng rồi vậy đó. Còn con đó là con của cái anh thứ mấy? Con anh thứ ba. Là anh gửi ở đây cho con giữ. Rồi có gửi tiền gì không? Có phụ gửi tiền gì không? Gửi cho con, gửi cho con nó ăn. À, là gửi cho con ăn hàng tháng đó phải không? Dạ. Dạ. Tháng bú sữa cũng 1 triệu mấy, 2 triệu à. Dạ. Rồi bây giờ hình ảnh của cô chú ha, con sẽ đưa lên mạng ha. Rồi anh chị cô chú Mạnh Thường Quân nào mà người ta thương cái hoàn cảnh của cô chú đó, người ta giúp cái gì đó thì con đem lại cái nấy cho cô chú ha. Dạ. Rồi bây giờ trước mắt là con gửi cho cô chú món quà, rồi cô chú nhận rồi cảm ơn giùm con ha. Dạ. Dạ. Rồi. Nguyễn Văn Ngàn. Nhàn hả? Nhàn. Nhàn hả? Nhàn. Dạ. Rồi bây giờ chú Nhàn ơi, hôm nay là có cái phần quà của cái chị Năm ở bên Mỹ á, gửi cho chú là 200 ngàn. Chú nhận rồi chú cảm ơn chị Năm giùm con ha. Cô Năm á, chú kêu bằng cô Năm đi cô em á. Cảm ơn cô Năm. Dạ. Rồi bây giờ thay mặt chị Năm bên Mỹ ha, con chúc chú với gia đình nhiều sức khỏe ha. Rồi chú gắng vượt qua khó khăn bệnh tật hả chú. Dạ, dạ. Con chào chú con đi ha. Dạ. Dạ rồi có ai gửi gì nữa thì con đem lại cho chú ha. À. Dạ. Con chào chú. Đây mình mới vừa sưu tầm được cặp bằng ủi này, rất là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Năm của nó là năm mình chưa sanh luôn. Đây. 1914. Đủ dụng cụ luôn, dĩ chân mình mới vừa bu lia lại. Đây cái này cũng vậy luôn, năm 1914 luôn. Tuyệt vời. Thank you.